Câu thứ hai nói rằng là trong kinh Phật có chỗ nào quy định phải cúng Phật loại hoa gì không? Tôi khẳng định là không. 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và 11 năm nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi chưa đọc thấy bộ kinh nào Đức Phật quy định là gì? Là đối với Phật phải cúng bông loài hoa nào và loài hoa nào không được cúng. Xin thưa các quý vị, khi Đức Phật còn tại thế, có một anh chàng nhà nghèo. Anh chàng rất kính Phật, nhưng mà anh chàng thuộc cái dòng dõi Thủ Đà La. Anh ta nghĩ rằng mình không được đến gần Đức Thế Tôn. Vực Đế Thế Tôn là bậc gì? Là bậc chân quý ở thế gian. Ở thế gian thì ngài là gì? Dòng dõi Sát Đế Lợi. Mà xuất gia thành Phật thì ngài còn trên cả dòng dõi Bà La Môn. Cho nên ta không dám đến gần ngài. Vì vậy mà nhiều ngày cái vị thanh niên nghèo dòng dõi Thủ Đà La đó cứ đứng ở trong gì một nơi ẩn, một nơi rất khuất, khá khá xa để nhìn Đức Phật và chư tăng đi khất thực qua. Anh ta bao giờ thấy Đức Phật đi ngang qua, anh ta cũng quỳ gối xuống và anh ta cố giấu để cho Đức Phật và chư tăng không nhìn thấy. Trải qua một thời gian khá dài như vậy, anh ta cứ làm như thế. Một hôm ngài thấy là Đức Phật đi vào chính làng của gì? À, cái anh chàng thanh niên đó, xin lỗi, anh chàng thanh niên đó nhìn thấy Đức Phật và chúng tăng vào ngôi làng của anh ta để khất thực. Bây giờ thì anh ta thì đang có công việc đi ở trên cái đoạn đường ra đầu làng đó, và anh ta bất chợt mãi đi vừa vui vừa hát, vì nghĩ tới hôm trước anh ta nhìn thấy Phật, anh ta vẫn đang tưởng tượng rằng nếu như mình có đủ phúc duyên như là những gì, những người dân ở trong làng kia được dâng lên Đức Phật gì bát cơm, được dâng lên những Phật đức đồ ăn như thức uống, và quỳ dưới chân ngài, được đỉnh lễ dưới chân ngài, và được gì, được lễ và được hôn lên đôi gì, đôi bàn chân của ngài, thì tốt biết bao. Anh ta nghĩ như vậy, và anh ta mải mê nghĩ như vậy, anh ta cứ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa hát. Bất chợt anh ta thì ngẩng đầu lên, trước mặt anh ta là Đức Phật và 1250 vị đại đệ tử đang tiến gần tới anh ta, chỉ còn cách khoảng độ 15-20 bước chân. Đức Phật nhìn thấy anh ta gì? Đức Phật mỉm cười một cách rất là tươi. Anh ta nhìn thấy như vậy, anh ta định chạy trốn. Nhưng mà khi đó anh ta nghĩ là chạy trốn thì bằng cái, không biết bằng cái nhân duyên nào đó anh ta định chạy trốn. Nhưng mà anh ta gì? Không chạy trốn nữa. Anh ta liền là nhìn sang bên, ngay bên rìa của mình, anh ta nghĩ ngay là mình phải có một cái gì cũng giảng Đức Phật. Đây là cơ hội số một duy nhất của ta, vì chung quanh đây không có Bà La Môn nào, không có vị Sát Đế Lợi nào, không có gì dòng dõi phệ xá nào nhìn thấy ta, cho nên chỉ có Đức Thế Tôn và chúng tăng và ta mà thôi. Và anh ta thì liền là bước sang ở bên vệ đường 2-3 bước, và anh ta hái một cái nắm hoa, gọi là hoa cỏ dại ở ven đường, và anh ta cầm lấy một nắm hoa như vậy, anh ta thì liền vội quay lại giữa đường và quỳ xuống, thì Đức Phật cũng vừa bước tới nơi anh ta. Anh ta gì không dám ngẩng mặt lên, đem dâng hai tay lên Đức Phật như thế này, và Đức Phật thì từ từ nhận lấy và ôn tồn hỏi anh ta, rồi nhận lấy Đức Phật còn cảm ơn và ôn tồn hỏi anh ta đi đâu, có chuyện gì mà vui thế, vân vân chẳng hạn. Anh ta thì nghe Đức Phật nói như vậy không tin vào tai mình nữa, nhưng mà anh ta chấn tĩnh lại, quả thật Đức Phật gì đang nói chuyện với ta. Và anh ta kể với Đức Phật tất cả những cái câu chuyện mà một thời gian khá dài về trước anh ta đã nhiều lần mong muốn được cúng dường Phật, nhưng mà sợ không dám đến gần Phật, sợ là các dòng dõi Sát Đế Lợi, Bà La Môn và Phệ Xá nhìn thấy anh ta đến gần đến Phật, họ chửi, họ mắng, họ đánh anh ta, cho nên anh ta không dám tới. Nay anh ta chung quanh anh ta chỉ có anh ta với Phật và chư tăng, cho nên anh ta mà ở trong cái tình huống tránh cũng không được đó, anh ta làm như vậy. Và Đức Phật khen ngợi, nhận cái nắm cỏ của anh ta, hoan hỷ, và Đức Phật nói với Tôn giả A Nan và bảo Tôn giả A Nan rằng, này A Nan, ông có thấy là gì, là anh chàng thanh niên thư sinh này chăng, nhờ vào cái công đức cúng dường Như Lai một gì, một nắm hoa này, mà sau khi xả bỏ báo thân, anh ta được sinh lên làm vua của cõi trời gì, Phạm Vương,
trải qua gì? Hàng trăm ngàn vạn ức đời ở trên đó. Sau khi mãn báo thân ở cõi là vua cõi trời Phạm Thiên Vương đó, anh ta lại sinh xuống cõi trời Đao Lợi và tiếp tục làm vua ở cõi trời Đao Lợi. Rồi anh ta gì? Sinh xuống nhân gian, tiếp tục làm vua ở nhân gian, trải qua gì? Hằng hà sa số kiếp. Và tại đó anh ta gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là gặp một vị đức, gặp một Đức Phật trong tương lai, chứ không nói là gặp Đức Phật Di Lặc, gặp một Đức Phật trong tương lai, và anh ta phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu đạo, chứng đắc thánh quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, nhờ một gì? Một nắm hoa cỏ dại ở bên đường. Cho nên dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định với nhóm Phật tử ở trong đạo tràng này rằng gì? Trong kinh Phật không có quy định là gì? Cúng Phật phải cúng bằng loài hoa nào. Còn ở Phật tử nói rằng xem trên mạng internet họ viết rằng á, cúng Phật là gì? Là không được cúng những loại hoa dùng để tặng cho tình yêu như là hoa hồng. Chúng ta biết có loại hoa nào là quy định cụ thể loại hoa nào là loại hoa tặng cho tình yêu không? Không phải. Không phải hoa hồng là loại hoa chỉ dành tặng cho tình yêu, mà hoa hồng còn là loại hoa gì? Ví dụ như đại lễ Vu Lan báo hiếu, hoa hồng còn là biểu tượng của gì? Của cái tấm lòng hiếu hạnh của người làm con. Cho nên mới có một cái bài hát nói về gì? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ, vân vân đó. Cho nên chúng ta thấy bông hồng không phải là bông hoa hồng, không phải chỉ để dành cho đôi tình yêu lứa đôi nam nữ, mà bông hoa hồng còn gì? Ở trong đạo Phật còn được gắn lên ngực áo của chúng ta mỗi khi gì? Mùa Vu Lan báo hiếu tới. Ở trong nhà Phật gì? Bông hồng trắng được cài lên ngực một ai đó thì đó là mang ý nghĩa người đó đã mất cả cha lẫn mẹ và đáng thương thay. Bông hồng đỏ cài lên ngực áo một ai đó mang biểu tượng và ý nghĩa là gì? Bạn ấy đã mất đi một người cha, hoặc rằng là đã mất đi một người mẹ, và chỉ còn có một người bên bạn ấy nữa thôi. Đó, cho nên á, biểu tượng về tình yêu, như bạn nói là gì? Đạo tràng nói là gì? Biểu tượng bông hoa là biểu tượng của tình yêu, đem tặng tình yêu, và nói là hoa hồng chỉ cũng không đúng là như thế. Và ở đây đi xem bói, bạn đạo tràng này nói nếu đi xem bói thì cái bà đồng lại bảo là gì? Chỉ được cúng hoa hồng. Đấy, chỉ được cúng hoa hồng, còn các loại hoa khác là gì? Không được cúng Phật. Cũng không đúng. Đấy chỉ là gì? Là tà kiến, là biên kiến, là thiên kiến. Tà kiến tức là gì? Là cái nhìn thấy không đúng đắn, không chân thực. Biên kiến tức là cái nhìn thấy thiên lệch về một gì? Một bên, tức là không chuẩn. Cái nhìn gì? Không chuẩn. Cho nên ở đây thành tâm hoa gì cũng Phật cũng được. Thậm chí như nắm qua gì? Nắm hoa dại ven đường Phật gì? Vẫn thọ ký cho người đó làm vua các cõi trời. Và đặc biệt là sau này còn gặp các Đức Phật trong tương lai, và tu hành thành gì? Thành đạo chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây gì? Điều quan trọng xuất phát từ cái tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng nhất. Tâm thành kính, nương vào bông hoa nào á thì cũng là bông hoa đẹp nhất. Bông hoa sen, bông hoa hồng, bông hoa cúc, bông hoa lan, bông hoa huệ, bông hoa, thậm chí là bông hoa gì? Bông hoa thải lại ở ngoài đường, xin lỗi các quý vị, nó đều là bông hoa tâm đẹp nhất để dâng lên Đức Phật. Bông hoa đó phải được thể hiện qua lòng thành kính và sự tu tập bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện của mỗi mỗi Phật tử của chúng ta hàng ngày trong cuộc sống này vậy. Chứ không phải là lúc đến cửa chùa chúng ta dâng gì cái lễ thật to, thật đắt tiền, và mua những gì? Những bông hồng thật quý, hoặc là những bông hoa thật quý, thật đắt tiền thì Phật mới chứng.
Không phải đâu. Mà Phật muốn gì? Muốn nhìn thấy những bông hoa. Bông hoa giới đức. Bông hoa trí tuệ. Bông hoa từ bi. Hằng ngày chúng ta gì? Chúng ta làm cho gì? Cho đời. Làm cho đạo pháp. Và làm cho đời, tức là làm cho dân tộc mình. Và làm cho tất cả chúng sinh này á. Bông hoa đó mới là bông hoa gì? Bông hoa mà Đức Phật muốn chúng ta dâng lên để cúng dường Ngài. Đó. Và mong rằng đạo tràng sau cái câu hỏi này có cái nhìn đúng đắn về gì? Về việc cúng dường Tam Bảo, đặc biệt là gì? Cúng dường Phật, dùng hoa để cúng dường Phật. Hương hoa, oản quả vân vân đó, tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Cái điều chính Đức Phật cần tới là cái tâm của chúng ta. Vì vậy là rất mong đạo tràng chúng ta có cái sự học và sự hiểu đúng đắn với chính pháp của Đức Phật. Đừng có suốt ngày đi xem bói, hoặc là đừng có gì tin những gì trên mạng họ viết là tuyệt đối. Trên mạng bây giờ nó gì, nó lộm cộm lắm, thông tin nó rất là tạp. Chúng ta mà xem nhiều thông tin trên mạng á, chúng ta có thể là gì, không biết đâu rồi mà lần đó, không biết đâu để mà lần các thông tin trái chiều nhau, rất khó để lần. Thì tốt nhất là thôi, dành thời gian để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tô phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện. Đặc biệt các Phật tử mà có tuổi rồi thì thôi, mạng méo làm gì nữa, một câu A Di Đà Phật, hoặc có thời gian thì gì, tụng kinh. Không có thời gian nhiều thì một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà nhất tâm để mà thọ trì đọc tụng, một ngày không xa. Khi báo thân chúng ta hết A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, các ngài hiện đến trước mắt chúng ta, rước thần tiếp rước thần thức chúng ta trong khoảng một niệm sát na. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.